Rồi chào các bạn, mình là Nguyễn Hồng Phúc từ Highlight Academy hoặc là HP Photoshop ha. À, tên kênh thì mình có thay đổi một chút xíu bởi vì cái tên kênh cũ thì mình làm sáu năm rồi nhưng mà nó lại vướng vào cái tên phần mềm mới hôm bữa Adobe nó gửi mail cho mình yêu cầu đổi thế nên mình phải đổi thôi ha thì ok không bỏ qua cho chuyện đó thì trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách để các bạn thêm preset uh, uh, ví dụ như những preset mình đang bán chẳng hạn như vậy ha thêm một số lượng lớn preset cùng một lúc nhiều preset luôn vào trong Photoshop Camera Raw hoặc là Lightroom ha ở trên cả máy uh, tính Windows và máy Mac Ok đối với lại máy tính Windows ha thì khi các bạn tải về thì những cái folder của mình nó sẽ là những cái thư mục uh, nén như thế này thì các bạn sẽ click chọn tất cả những cái file nén đó các bạn click chuột phải và chọn là extract extract uh, Active to separate folder có nghĩa là uh, giải nén tới từng folder riêng biệt. Nếu như các bạn sử dụng tiếng Việt nha, thì nó sẽ là giải nén tới từng folder riêng biệt. Các bạn click cái, thì nó sẽ tự động giải nén ra từng cái folder như thế này. Ha, nếu như các bạn đang sử dụng ở trong này, ha, thì nó sẽ có cái thư mục là Mac OS. Các bạn bỏ đi giúp mình. Ở trong này thì nó sẽ có hai cái định dạng. Đầu tiên đó mình có ghi ở đây này là định dạng cho Camera Raw và Lightroom CC 2018 trở lên thì chính xác nó sẽ là phiên bản 7.2 trở lên đó, Lightroom 7.2 trở lên. Còn nếu như các bạn sử dụng CC 2015 trở xuống thì các bạn sẽ sử dụng cái file là LR template như thế này ha. Nhưng mà theo mình nghĩ thì bây giờ đa phần anh em đã xài là CC 2018 2019 hết rồi thì nếu các bạn muốn biết cái phiên bản Lightroom của mình là phiên bản mấy á, thì các bạn có thể mở Lightroom ra. Ở đây mình sẽ khởi động Lightroom này. Ha, khởi động Lightroom, sau đó các bạn sẽ vào trong menu uh, đây, menu Help và chọn là System Info. ha, thế đó, thì đây nó sẽ có là Lightroom Classic Version 8.4.1 là ok này, ha, thì đây mình sẽ tắt đi, rồi. Thì ở đây có nghĩa là phiên bản hiện tại trên máy này là CC2019 rồi Thì có nghĩa là chắc chắn là sử dụng được cái định dạng là XMP ha Từ cái phiên bản mà Lightroom 7.2 trở lên á Thì uh, Lightroom nó đã sử dụng chung cái preset với lại à, Photoshop luôn. Cho nên là các bạn có thể sử dụng duy nhất XMI cũng được ha. Rồi, thì để add preset đó, các bạn sẽ bách lại một chút để mình à, dễ kiểm soát hơn là đây mình có năm bộ tổng cộng của mình là năm bộ nha. Bộ Pro, live, phim, Premium và Deluxe. Thì đầu tiên các bạn thể thu nhỏ hoặc là vào trong thư mục ổ C. Và chúng ta mở cái ổ C lên nha. Sau đó các bạn sẽ vào là user user hoặc nếu như các bạn sử dụng tiếng Việt thì nó sẽ là người dùng ha, click vào user. Và ở trong cái thư mục user này thì nó sẽ thông thường nó sẽ có thư mục public và một thư mục tên của máy tính của các bạn, có thể là ở, ở ví dụ máy tính này là Blue Sky đặt tên cá nhân là Blue Sky hoặc là administrator hoặc là user gì gì đó ha. Thì các bạn sẽ click mở ra miễn làm sao. Ở trong này nó sẽ hiển thị lên cái như thế này là ổn. Sau đó các bạn sẽ vào trong menu view, chọn là tích vào cái hidden item này lên để làm sao mình thấy được cái folder bị uh, bị ẩn là app data. Nếu các bạn sử dụng si uh, C... nếu các bạn sử dụng Windows mà uh, Windows 7 ấy, thì nó sẽ là vào trong phần organize và chọn là cái cái tab là uh, file organize và chọn là cái uh, folder option ha hoặc là các bạn vào trong control panel. Đây các bạn vào control panel, các bạn chọn là folder option đâu rồi folder option đâu đây có thể là hơi nhỏ mình sẽ mở lớn lên chút file explorer option view đây như này là folder option hoặc là ở trong máy này nó lại là file explorer option này thì bạn sẽ tích vào cái show tích vào cái show hidden file folder and array nhé thì các bạn nhớ là đang ở chọn cái tab là view đó thì để làm sao nó hiện lên cái uh, thư mục app data này giúp mình các bạn vào app data sau đó các bạn vào roaming và chọn là adobe ha adobe và ở trong này các bạn sẽ có là camera raw như hồi nãy mình có nói đó nếu như các bạn sử dụng phiên bản phiên bản lightroom là 7.2 trở lên thì các bạn chỉ cần add ở trong camera raw là được bên lightroom sẽ tự nhận theo ha các bạn sẽ vào thư mục setting rồi đó thì ở đây các bạn sẽ paste những cái à, à, kéo thả nguyên cái folder mà chứa file xmp vào ha folder chứa file xmp cụ thể ở đây là folder này ha chứ không phải là ở ngoài nha không phải là folder bách ra ngoài không phải là folder này các bạn kéo như vậy là sai ha thì các bạn sẽ phải kéo là kéo cái thư mục này hoặc là các bạn có thể chọn tất cả file xmp như vậy là an toàn nhất các bạn kéo thả vào trong này vào trong thư mục setting giúp mình ha vậy là xong bây giờ tiếp tục với lại những cái file uh, khác của mình deluxe rồi bây giờ là premium đó kiểu thế cũng cần truyền a và chúng ta kéo thả qua thôi cũng không có gì phức tạp đúng không đó và phim reset này cũng xmp ha đó kéo thả qua thôi rồi phim rồi thì nó sẽ là live preset đó chọn tất cả kéo qua à, replay luôn rồi À, sau khi like rồi sẽ là bộ uh, pro. Đó thì cứ tiếp tục như vậy, nếu như các bạn có những cái preset của các bạn tải trên mạng chẳng hạn như vậy đó thì nó cũng sẽ có cái định dạng xmp như thế này. Thì các bạn kéo thả vào trong thư mục setting nhé. Còn trường hợp các bạn sử dụng Lightroom phiên bản cũ thì các bạn sẽ không vào camera raw mà các bạn sẽ vào thư mục là Lightroom. Ở trong Lightroom này thì nó sẽ có develop preset ha và các bạn sẽ paste cái preset là lr template các bạn bỏ vào đây. Ha. Tuy nhiên ở đây Lightroom của mình là Lightroom phiên bản mới rồi, thành ra mình không cần vẽ nữa, nó sẽ tự động nó, nó nhận với lại bên Camera Raw luôn. Ha, thì nó đơn giản như vậy, thì đó là cái cách cài đặt ở trên uh, Windows. Thì đây các bạn có thể mở uh, Lightroom uh, Adobe Lightroom lên để mình check lại coi là nó đã nhận chưa nhé. Thì để check thì nó đơn giản lắm, thì các bạn sẽ vào thư mục Develop và nhớ là chúng ta đã có Import hình rồi, thì các bạn sẽ thấy ở bên tab uh, Preset. Uh, những cái Preset của mình thì đặc biệt một chỗ là nó sẽ tự động nó rút luôn. Đây mình sẽ tự động group này đây là bộ pro premium live film đó và deluxe đó năm bộ đều ở đây hết đó, tất cả đều nằm ở đây hết rồi mình tiếp tục kiểm tra ở bên uh, photoshop ha. rồi còn đối với lại photoshop nha các bạn khởi động photoshop các bạn sẽ mở file uh, raw ví dụ như là mở file raw gì đó à, ví dụ như mình mở file raw này chẳng hạn như vậy ha thì đó nó sẽ hiện camera raw thì ở bên camera raw này các bạn sẽ qua tab preset thì các bạn cũng sẽ thấy năm bộ preset của mình nằm ở đây hết ha. Thì nó đơn giản như vậy thôi. Rồi, còn ở trên máy Mac á thì cũng tương tự như vậy thôi. Thì nó cũng có những cái folder khi bạn tải về ví dụ như là preset của mình đi thì nó cũng có hai folder tương tự như vậy bên Windows, cùng một file mà. Đó, thì ở trên máy Mac các bạn sẽ mở cái finder lên, đây là cái finder này ha. Sau đó các bạn vào go, chọn là computer đó vào go computer, các bạn sẽ vào cái ổ đĩa của các bạn ha. Sau đó các bạn sẽ vào uh, library, sau đó các bạn sẽ vào application support ha. Vào application support và các bạn vào thư mục là Adobe và tiếp tục là Camera Raw. Đó, Camera Raw đây. Đó, thì ở đây cũng sẽ có thư mục setting. Nó giống như y chang như là ở bên uh, bên bên kia thôi, ở bên uh, Photoshop thôi ha. Sau đó các bạn sẽ cũng cũng kéo tương tự như vậy, cũng kéo cái Lightroom preset uh, XMP các bạn kéo bỏ vào đây đã kéo bỏ vào đây và các bạn mở mở Photoshop lên à, mở Camera Raw thì các bạn sẽ thấy rồi đó thì toàn bộ nó là như vậy thôi nếu mà thông thường mình hỗ trợ cài từ xe cho các bạn á thì nguyên một quá trình như vậy á, thì um, mình cũng chỉ cần tốn khoảng cỡ chắc chưa tới hơn một phút nếu như các bạn làm quen tay ha thì uh, mình hy vọng là cái video này sẽ giúp ích được cho anh em đặc biệt trong quá trình mà ví dụ các bạn sử dụng cái preset của mình các bạn cần update các bạn có thể lên và tải lại ha thì uh, đó, và chúng ta có thể thao tác cho nó nhanh thế đó toàn bộ video của mình sắp tới thì mình sẽ phải đổi tên kênh, đổi tên website đổi tất cả các thứ thì tất nhiên tên hp pro Shop, các bạn sợ thì nó vẫn sẽ ra hay cho nên là ừ, mọi thứ nó sẽ vẫn ổn đó thì mình hy vọng là vẫn nhận được sự ủng hộ của anh em và chia sẻ những cái video tutorial của mình cho những người khác ha. À, và ở phía dưới này mình có những cái video khác. Nếu các bạn thích hãy nhấn vào để coi nhé. Và rất là toàn bộ video này. Nếu các bạn thích thì hãy nhấn like và comment cho mình biết là các bạn muốn mình làm về cái chủ đề gì ở trong video tiếp theo nha. Bye bye. Mình là Hoàng Phúc từ Hale Academy Happy Bye bye.